Xin chào quý vị và các bạn. Để kiểm chứng độ ồn và rung lắc của một chiếc máy giặt cửa ngang sau 4 năm sử dụng, hôm nay tôi đến nhà một anh khách hàng. Khách hàng này thì mua hàng tại kỹ sư điện máy năm 2019, 2019 em nhỉ? Vâng. Anh ấy đang cầm điện thoại quay. Thì tôi cho vào khoảng tầm gần một nửa lồng giặt và bật chế độ phát tốc độ 1200 vòng phát để xem độ ồn và rung lắc nó còn được như ngày đầu hay không và thực tế đến đâu. Đây ạ, tôi chọn chế độ phát tốc độ lên đến 1200 vòng phát, nó sẽ diễn ra trong khoảng 10 phút. Đây tôi bật video này thì tôi quay mộc bằng điện thoại, không sử dụng mic nên các bạn đâu đó sẽ nghe thấy những cái tạp âm và tiếng vọng, để quay thực tế xem là ồn và rung lắc đến đâu. Thực ra thì máy giặt nào thì khi vắt thì nó cũng ồn thôi, bởi vì là khi mà tốc độ vòng quay của máy nó lên đến 1200 hoặc 1400 chẳng hạn, thì các bạn hình dung trong máy có vài kg quần áo ẩm, sau đó nó quay tốc độ khoảng 20 mấy vòng một giây thì cái chuyện tiếng ồn cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì hàng tốt thì nó sẽ ít ồn hơn, nhưng chủ yếu là do cái kỹ thuật sử dụng thôi. Thì đây là một cái chiếc máy giặt Electrolux 9kg, model là 9024BDWB. Đây là model cũ, nó ra đời năm 2019. Còn bây giờ dòng 9 cân này nó thay bằng 9024P5WB rồi. Và đây là cụ thể là khách hàng này mua hàng tại kỹ sư điện máy năm 2019, bây giờ là 2013 rồi, là 4 năm. Thì hôm nay tôi qua chơi thì tôi bật thử chế độ vắt và quay một đoạn video xem là độ ồn và rung lắc nó đến cao đến đâu. Một chiếc máy giặt cửa ngang thì thông thường ồn và rung lắc nhất đấy là 10 phút cuối cùng, đấy là giai đoạn vắt khô quần áo. Thì trong 10 phút đấy thì nó sẽ diễn ra khoảng 3 phút máy đảo nhẹ nhàng từ từ, đây ạ, đang nhẹ nhàng từ từ để nó gỡ rối và đều quần áo. Sau đó khoảng 5 phút tiếp theo thì máy sẽ tăng tua và chạy cái tốc độ vòng phát tối đa. Máy giặt cửa ngang trên thị trường thì phổ biến hiện nay thì các hãng thiết kế thông thường từ khoảng 1200 đến 1400 vòng phát và có khoảng từ 12 đến 15 chương trình giặt. Thì tùy các chương trình giặt khác nhau thì tốc độ vòng phát tối đa cho phép nó có thể dao động từ khoảng 800, 1200 đến 1400. Như ở đây là tôi bật riêng chế độ phát và cho nó chạy tốc độ tối đa 1400 để xem nó ồn và rung lắc đến đâu. Thực ra thì độ ồn và rung lắc của một chiếc máy giặt thì nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên thuộc về chất lượng máy thì tôi không nói làm gì, nhưng có những cái nguyên nhân nữa là do cái quá trình sử dụng. Ví dụ như là bạn để máy giặt ở trong một cái không gian hẹp, sàn lát đá, thậm chí nhiều gia đình tường cũng ốp đá này. Nhưng có những nhà để trong cái nhà vệ sinh phòng tắm nó chỉ khoảng 2m2, ốp đá tứ phía, vậy thì cái âm thanh nó phát ra nó sẽ bị dội âm vào các bức tường, nó dội lại, thậm chí là cộng hưởng không âm thanh thì nó sẽ rất ồn. Và cái tiếng ồn cái máy giặt thì nó có mấy kiểu. Một là cái tiếng gió rít là do cái tốc độ vòng quay của cái lồng giặt lên đến hơn 20 vòng một giây, tiếng gió rít là bình thường. Ngoài ra thì có tiếng lập cập hoặc là tiếng lách cách. Đôi khi tiếng lách cách là do những cái khuy áo bạn chưa kéo khóa lên trong quá trình giặt nó đập vào, hoặc là cái kéo khóa mắt áo và kim loại nó đập vào trong thành, nó cũng có thể là gây ra tiếng ồn. Hoặc là các bạn để trên sàn gỗ thì nó có cái độ đàn hồi nhất định, nó cũng sẽ tăng độ rung lắc. Trên thị trường hiện nay thì tôi không hiểu sao, ví dụ ngày hãng LG họ lại chào bán những cái lót để kê vào bốn góc bằng cao su. Thực ra cái đấy là chỉ để chống cho máy chạy di chuyển ra khỏi vị trí khác thôi. Còn về rung, độ rung và lắc nhẹ nhẹ có khi nó còn tăng thêm, bởi vì cái chân là bằng cao su, nó có cái độ đàn hồi. Còn trong những cái thương hiệu như Electrolux chẳng hạn, Catalo nó sẽ khuyến cáo là không nên để trên sàn gỗ, bởi vì gỗ nó cái độ đàn hồi nhất định, nó sẽ tăng cái độ rung lắc. Còn điều tối kỵ nhất là các bạn để cho cái máy nó bị cập kênh hoặc là để nghiêng. Các bạn nhớ ngay cả khi mua hàng ban đầu thì cái thợ lắp đặt của các đơn vị bán hàng họ đã tân chỉnh cho bạn rất chắc chắn rồi, nhưng sau một vài tháng sử dụng thì các bạn nên kiểm tra thường xuyên
bắt chéo tay và rung lắc dây, bởi vì cái bốn cái chân kê này là bốn con bu lông vặn lên vặn xuống. Đấy, nếu như nó chỉ là một gen thôi thì cái sự cập kênh khi mà máy phát hơn 1.000 vòng một phút thì cái độ cập kênh chỉ một chút nó sẽ tăng độ rung lắc lên rất nhiều. Và thậm chí khi bạn chặt ít quần áo quá nó cũng sẽ rung lắc nhé, bởi vì có ít quần áo quá nó sẽ vón vào một góc ở trong lồng, khi quay nó sẽ đối trọng. Đây ạ, hết khoảng 4 phút máy bắt đầu tăng tốc, khoảng 1 phút nữa máy sẽ đạt tốc độ tối đa và nó duy trì tốc độ tối đa đấy trong khoảng 3 phút, sau đó máy sẽ tắt. Các bạn nghe thấy độ ồn đã tăng lên rồi chưa ạ? Tôi cố tình để một cái ly nước này, cái ly nước xem là nó rung lắc đến đâu. Còn những cái trường hợp máy chạy đi chơi trong nhà thì phần lớn là do mọi người chơi tháo tay công hoặc là cái chân này cập kênh nhiều quá thì nó mới chạy ra khỏi vị trí thôi. Chứ thực ra thì máy giặt bây giờ thì cơ bản thì chất lượng tương đối tốt, để mà xuống cấp sau một vài năm thì nó cũng không nhiều. Đặc biệt là cái dòng xuất xứ châu Âu này thì motor thương hiệu Lidex, dây đai chuyển động Hutchinson, tiêu chuẩn sản xuất quảng cao ấy. Các cái dòng đấy châu lắc này toàn phiên bản, nó không chỉ sử dụng ở Việt Nam thôi, nó còn bán ở các cái thị trường Đông Nam Á và cả châu Âu nữa. Nếu các bạn mà vào website hoặc là dở catalog nghiên cứu kỹ ấy, thì các bạn thấy ở trên cái dòng máy giặt Electrolux, kể cả dòng 8 triệu, 9 triệu nó còn có một cái tiêu chuẩn nữa là Roche, tức là cái đấy là của Liên minh châu Âu, những cái sản phẩm tiêu thụ tại thị trường châu Âu phải có một cái điều kiện là các cái vật liệu này để sản xuất này, cái khả năng tái chế phải đến đâu và cái hàm lượng chất độc hại trong các cái chi tiết phần cứng này nó phải trong giới hạn cho phép thì phải như sản phẩm đấy, đúng không? Nó quay lại này, tốc độ đang tối đa rồi đấy ạ, các bạn có thấy nó ồn không? Khá êm đúng không? Hôm nay thì tôi không mang theo cái thiết bị đo độ ồn, nhưng mà tôi quay điện thoại độc này tôi tin là các bạn nghe được. Em zoom từ từ gần vào để mọi người nhận ra âm thanh tăng lên rõ ràng thế này. Các bạn có thấy ồn không ạ? Thế nên cái ly nước này, đây là một cái ly rượu vang tôi rót nước lọc tôi để vào, các bạn thấy nó có chạy không? Chạy thì không biết ngay. Thực ra thì phần lớn các cái máy đặt trên thị trường mà nhiều khách hàng có mang là máy chạy của cổ phổ biến là do cái chân kê nó không vững chắc, nó bị cập kênh thôi nhưng không đến lỗi đâu ạ. Nước ở trên ly các bạn thấy nó còn hầu như còn không sóng sánh. Đây là một cái model máy đã sử dụng được khoảng 4 năm rồi, tem tiếp nó bạc màu rồi, các bạn nhìn thấy bắt đầu có cái dấu hiệu của nó không còn mới lắm. Mà cái model này ra đời lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường là 2017, là 9024BD VKB, còn đến năm 2020 là nó ra model mới thay thế là 9024B5VKB rồi. Trong sản phẩm này, cái chiếc này thì cụ thể ở đây thì mua tại kỹ sư máy được 4 năm, gần 4 năm. Các bạn thấy này, máy Electrolux là có cấp một cái hay. Đây là cái chứng nhận chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Hiệp hội Lancet toàn cầu Walmart. Bây giờ máy đang chạy tốc độ tối đa rồi nè. Các bạn có nhìn thấy gì bên trong không ạ? Tôi để cố tình để khăn trắng để các bạn dễ nhìn hơn, chứ để đồ đồng màu chắc các bạn không nhìn thấy. Tốc độ rất nhanh, chẳng ồn gì cả, đi nước vẫn đứng nguyên. Đó, máy đã trải qua cái giai đoạn vặn tối đa và chuẩn bị giảm tốc. Tôi thấy trên mạng rất nhiều người comment là máy giặt LG, máy giặt Elec, máy giặt gì thì cũng chạy ồn một rung lắc. Đây tôi đang thử chạy một cái máy giặt 4 năm đây, các bạn thấy có ồn ở đến đâu, có rung lắc gì không ạ? Không hề, rất hoàn hảo. Để được tư vấn về những cái sản phẩm máy giặt cửa ngang có chất lượng tốt cũng như là hợp tác kinh doanh phát triển đại lý, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và cảm ơn các bạn.